Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, như vậy là những thành phần chủ chốt cùng với cô dâu và chú rể chúng ta đã bước lên sân khấu để cùng diễn kiến cũng như làm lễ ra mắt với thân thể quý vị đang chứng mất ở đây. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, giờ đây tôi xin được trân trọng giới thiệu bên phía là được gia đình họ nhà gái đó như gia đình và Lò Thị Hảo chính là thần phù mẫu của cô dâu và chúng xinh đẹp cũng là trong buổi trường hôm nay. Trân trọng kính mời ba cũng sẽ bước lên sân khấu, đi bước lên phía trước một bước để cùng cúi đầu để ra mắt với thân thể quý vị ạ. Dạ vâng, và đến đây là đoàn đại tộc gia đình hội nhà trai thì có ông Lê Đức Xanh và bà Hoàng Thị Vân chính là thân sinh phụ mẫu của chú rể đẹp trai đang trong buổi trường hôm nay. Xin hai bạn chúng ta được mời hai bác sẽ bước lên phía trước một bước để cùng làm lễ được cùng cúi đầu để ra mắt thân thể quý vị ạ. Dạ vâng, kính thưa thân thể quý vị thân mến, tình yêu hôn nhân và tuổi trẻ phải không ạ? Và trai lớn dù vợ, gái lớn thì gả chồng, đó chính là quy luật tất yếu cho cuộc sống của mỗi con người. Và trước bước đường học tập và công tác, đôi vợ trẻ của chúng ta họ đã tìm thấy nhau, họ cùng nhau nhen nhóm với một người lửa hồng tình yêu. Và rồi thì đã có được một tình yêu chung thủy và chân thành, họ đã cùng trở về để cùng thuyết chuyện với người bên ông bà cha mẹ, gia đình bên nội cũng như gia đình bên ngoài về ngày hôm nay. Hai bên gia đình chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc tổ chức đại lễ bầu quy cho được cho hai con được trở sớm trở về bên nhau, sống tốt đẹp đẹp đạo, sống với đạo nghĩa, sau hiền sự thảo trước sự chứng kiến của tập thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú ba anh chị cùng với bạn trẻ nam thanh nữ tú cũng đã không quản ngại đường xa xa rồi mất chút thời gian công việc của mình để cùng trở về đây để cùng chứng kiến cũng như tác hợp trong một duyên của các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và rồi hàng trăm gương mặt nở nụ hoa cùng hân hoan chào đón với hạnh phúc hai nhà chúng tôi, mà quý vị thì cũng đã ổn định chỗ ngồi để cùng chúc phúc cho bên đôi vợ chồng. Mà đám cưới thì rỡ màu hồng, chắc quý vị cũng cảm thấy vui lòng trong buổi trưa ngày hôm nay phải không ạ? Cùng với ý diện của đoàn thể quý vị thì công tác tổ chức cơ quan đoàn thể cùng với anh em bạn bè thân tộc lứa xóm cũng đã cùng chờ về đây để cùng chứng kiến một lời tác hợp chầu mối duyên của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay giờ phút ở đây, chúc tất cả các đoàn thể quý vị hãy vang lên một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho bên gia đình, chúc phúc cho đoàn bạn trẻ của chúng ta với xin mời. Chính quyền sở tại cũng như sự đồng ý của hai bên gia đình cũng có sự đồng tình của đoàn bạn trẻ. Và không phải để quý vị chờ lâu hơn nữa, thay mặt cho anh em tổ chức sự kiện đến từ trung tâm tổ chức sự kiện anh Soan đến từ mặt trời chúng ta trong buổi trưa hôm nay, tôi xin trình trọng tuyên bố buổi đại lễ vô quy của cô dâu Khánh Ly Sánh Duyên cùng với chú rể Đức Hùng trong buổi trưa ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Và đúng là bấy lâu ngày chờ đêm mong, hôm nay đã được thỏa nỗi ước mong được chờ. Và vừa qua thì cánh thẹp hồng, đôi bên hai họ ta cùng hân hoan, lời ca tiếng hát rộn ràng, chúc cho hai bạn phượng loan sung bầy, trà xanh thóc lá hương bay, chúc cho hai bạn đẹp ngày kết duyên. Và cũng kính từ giây phút ở đây, các bạn trẻ của chúng ta, Khánh Ly và Đức Hùng, họ đã chính thức nên vợ thành chồng, và họ đã cùng nhau chúc ông, chúc cha, chúc bà, chúc mẹ, chúc một mái nhà hạnh phúc phải không quý vị. Và cũng kính từ giây phút ở đây, hai bên gia đình thông gia của chúng ta đã chính thức thông nhà thông ngõ. Lần nữa xin được chúc cho cô dâu vấn gì ta ngày hôm nay trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thề, đầu năm đám cưới cuối năm thêm người phải không quý vị. Và chúng ta tình hữu hảo giữa bên gia đình thông gia sẽ ngày càng gắn bó keo sơn bền chặt hơn nữa. Chúc tất cả quý vị luôn luôn tràn ngập niềm vui và tiến cường thành công trong cuộc sống này, và chúc cho buổi lễ chúng ta ngày thành công như này một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng thành công cho đôi bên trẻ nào. Đến với sự kiện hạnh phúc để lễ vui của chú đô cô dâu và chú rể ta trong buổi trưa ngày hôm nay thì trở về đây với những niềm vui niềm hân hỷ thì có những món quà đến từ gia đình hai bên. Sau đây xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu sẽ có một món quà thật là ý nghĩa gửi tới gắn tới cô dâu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, xin thay mặt cho cô dâu nên ngày vui ngày hạnh phúc của con, mẹ cũng đã có một món quà thật lớn lao gửi gắm cho con. Xin được chúc mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi cùng với con với cháu. Cùng với mẹ của cô dâu thì có anh Nguyên, anh trai của cô dâu cũng sẽ có một món quà để gửi gắm tới em trai của mình. Nhân ngày vui ngày hạnh phúc, con xin được trân trọng kính mời anh ạ. Dạ vâng, và cũng xin được thay mặt cho em gái xin được gửi tới anh trai lời chúc sức khỏe, an khang và hạnh phúc nhất. Chúc cho anh sẽ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống này. Vâng, trân trọng cảm ơn anh. Dạ vâng, và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và bước lên sân khấu bác Lê Quốc Tuấn sẽ có một món quà thật là ý nghĩa nhân ngày vui ngày hạnh phúc của hai con trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Vâng, xin đặc biệt nữa xin được thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu một lần nữa trân trọng cảm ơn bác Lê Quốc Tuấn đã có một món quà thật là ý nghĩa gửi tới gia đình cô dâu chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Xin được chúc bác sức khỏe an lành và hạnh phúc ạ. We'll be right back.
Vâng, xin được thay mặt cho cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới dì Kiên đã có một món quà thật là ý nghĩa nhưng ngày vui ngày phúc ngày vui hôm nay. Chúc dì sức khỏe an lành và hạnh phúc ạ. Cảm ơn kỹ thuật thân thể quý vị thân mến và một nghi thức không thể thiếu trong ngày vui ngày hôn lễ của hai bạn trẻ ngày hôm nay, đó chính là nghi thức cắt bánh. Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu quý vị tân tiến lên bàn tiệc rượu xung quanh cùng với chiếc bánh thật là xinh xắn ngày hôm nay. Vâng, cùng chia ngọt sẻ vui. Xin vâng, kính thưa quý vị thân mến, chiếc bánh yêu thương để tượng trưng cho tình yêu của bạn trẻ sự ngọt ngào phải không ạ? Và mong rằng tình yêu của bạn trẻ ngày hôm nay sẽ được kính hàng mãi mãi và ngọt ngào mãi mãi như chiếc bánh xinh xắn và các bạn trẻ của ta họ đang tay trong tay gắn lên những chiếc bánh yêu thương ngày hôm nay. Quý vị ơi, chào một tràng pháo tay thật lớn lên để chúc mừng cho bạn trẻ của ta đi ạ. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ quay lên chai rượu đầu tiên ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Trân trọng kính mời chú rể đẹp trai chúng ta trong buổi chiều hôm nay sẽ dùng một tay thật tuyệt vời của mình để quay lên chai rượu hồng đầu tiên ạ. Vâng, và sau đây trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay đã lên thắp ly rượu tình yêu của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay phải không ạ? Vâng, và những giọt rượu hồng đầu tiên đã được cô dâu và chú rể ta quay lên thắp ly rượu hồng, thắp ly tình yêu với những giọt rượu của màu hồng, màu máu của trái tim phải không ạ? Vâng, anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lớn nhỏ để em bước vào đời. Một nữa xin được chúc cho cô dâu vị thể chúng ta ngày hôm nay sẽ tăng năm viên mãn bạc đầu phu thê ạ. Vâng, và sau đây trân trọng kính mời chú rể sẽ quay lên chai rượu thứ hai nữa ạ. Với những giọt rượu hồng để tình yêu và hạnh phúc của quý vị, lần sau đây trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ rót lên ly rượu kính rượu nghĩa của mình để cùng kính đưa lên những bậc sĩ thành đang trong buổi trưa hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những người làm cha làm mẹ chính là những người trực tiếp nuôi dưỡng hai con khôn lớn thành người để ngày hôm nay được chia ho trở về bên nhau, sống cuộc sống ấm no và hạnh phúc của những quý vị. Và để bày tỏ lòng biết ơn của mình tới những bậc sĩ thành, sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ dâng những chén rượu hồng, ly rượu hồng, ly rượu hạnh phúc, ly rượu kính rượu nghĩa của mình lên những bậc sĩ thành của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đúng là cây có cội như sông có nguồn phải không ạ? Cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới về nặng sông sâu. Và đôi bạn trẻ chúng ta từ đâu mà có? Đó chính là nhờ ơn sinh thành và dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ đã không quản ngại vất vả gian lao trong cuộc sống để nuôi dưỡng hai con phân lớn thành người. Và cũng chính là những người bậc làm cha làm mẹ họ đã trực tiếp vun vén cho cuộc trình hình trăm năm hạnh phúc của hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay lời gia đình hoàng thị gái gia đình và lò thị hào xin được gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới đoàn đồng gia đình hoàng thị trai gia đình ông Lê Đức Xanh và bà Hoàng Thị Vân cũng như chú rể Lê Đức Hùng trong buổi trưa hôm nay đã cùng trở về với những mâm cơm sinh lễ chào câu, cũng trở về với những cây chào câu đi cùng kính dâng lên đoàn đồng gia đình ở nhà trai quyền thưa chuyện về câu chuyện tình yêu trăm năm hạnh phúc của hai con trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa xin được thay lời gia đình người gái chân thành cảm ơn đã được gia đình hội nhà trai một tràng pháo tay thật lớn dành cho gia đình hội nhà trai của chúng ta trong buổi trưa hôm nay nha. Vâng, chân thành của toàn thể quý vị rất nhiều và sau đây xin được trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc chúng ta sẽ cùng chặn chén rượu cùng với nhau để hướng tới kết tình nghĩa thiêng liêng thôn gia vẹn tròn cùng với hai con trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời và đặc biệt nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy rót đầy ly rượu của mình để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta rót đầy ly rượu của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời chúng ta sẽ giơ cánh tay của mình thật cao lên để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng, một lần nữa xin được chúc cho phần đầu của gia đình ta sẽ trăm năm biến mãn bạc đầu phù thê và chúng ta tình hòa giữa bên gia đình thôn gia ngày hôm nay sẽ được gieo sơn về chặt hơn nữa cùng với hai con của chúng ta trong buổi trưa hôm nay và chúc cho gia đình quý vị có một bữa trưa vui vẻ, thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chân thành gửi lời toàn thể quý vị. Vâng, và sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể gia đình hàng nhà trai, gia đình người gái các bạn cũng như những vị quý anh vị đại diện đến từ hai bên gia đình, chúng ta sẽ cầm lấy di vật của mình đến từng bàn tiệc để gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới từng bàn tiệc của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và cô dâu và chú rể ta sẽ ở lại đôi phút ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quý vị cảm thấy cô dâu của ta có xinh đẹp không ạ? Có xinh gái không ạ? Vâng, bây giờ dâu của ta xinh thì rất là đẹp, rất là xinh xắn và dễ thương mấy cô thưa quý vị. Và chú rể của ta ngày hôm nay có xinh có đẹp trai không ạ? Vâng,
biết có thể quý vị thân mến trở về ngày vui ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi trưa hôm nay, thì cô dâu của chúng ta rất là xinh xắn và dễ thương, và đến với ngày vui ngày hạnh phúc ngày hôm nay sẽ được gửi lời cảm ơn chân thành của mình. Thứ nhất là ơn mẹ ơn cha cùng sinh cùng dưỡng để ta có mình, và ơn bè bạn chân tình là mai là mối để mình có ta, và ơn tất cả gần xa ngày vui hạnh phúc để ta có mình. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời cô dâu cùng với chú rể sẽ cúi đầu một cái thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn của mình tới tất cả quý vị đã cùng chờ về đây để cùng chứng kiến cái tác hợp cho cô mình trên mặt của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng, quý vị ơi, cho một tràng hoa tay thật lớn đi ạ. Vâng, sau đây chân tặng kính mời cô dâu chú rể sẽ cầm lấy ly rượu của mình để cùng trở về từng bữa tiệc để gửi lời cảm ơn của mình tới các thầy quý vị đã trở về đây ạ.